Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Mới đây, Hương Tràm đã đăng tải clip khoe dáng trong bộ trang phục lạ mắt. Đáng chú ý là nữ ca sĩ để lộ rõ ràng vòng hai lớn quá cỡ, nhô hẳn lên khiến dân tình đặt nhiều nghi vấn. Có người tò mò hỏi phải chăng Hương Tràm đang mang thai, có người lại nhận xét nữ ca sĩ trông như vừa mới sinh con xong. Cũng có những dân mạng cho rằng Hương Tràm mới tăng cân vì hình ảnh cô cập nhật gần đây vẫn trông rất eo ót. Bên cạnh nghi vấn về chiếc bụng lớn quá cỡ, cộng đồng mạng cũng bàn tán không ít về gu thời trang của Hương Tràm. Nhiều bình luận chê bai, cho rằng trang phục của nữ ca sĩ trông khá kỳ quặc, xến và không tôn được dáng người. Chưa kể, cách tạo dáng không giống ai của Hương Tràm cũng bị chê phản thời trang. Netizen liên tục nhắc nhở nữ ca sĩ nhanh đổi stylist và make up để không bị dìm hàng như thế này nữa. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.